đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Nhậm Gia Luân khá sợ quay phim cổ trang, vì đeo mũ với tóc giả sẽ khiến đường chân tóc lùi về sau. Anh ấy thích quay phim hiện đại hơn, nhưng phim hiện đại nhiệt bộ lại không cao bằng phim cổ trang. Hơn nữa hiện tại kịch bản cổ trang cũng tìm tới anh ấy khá nhiều. Phim của Nhậm Gia Luân và Hình Phi thực sự flop rồi, chủ yếu là do kịch bản không đủ hấp dẫn người xem. Yêu thương chính mình, từ hai nữ chính biến thành ba nữ chính. Tống Thiến đã thành công đá Nhậm Gia Luân ra, thời gian trước hai bên xé phiên rất căng thẳng, không cách nào hợp tác được nữa. Sau khi Nhậm Gia Luân đi, một phần đất diễn của anh ấy được cắt sang cho nữ chính thứ ba, còn chỗ khuyết cho vai diễn anh ấy để lại hiện chưa tìm được người thay thế. Đoàn đội Tống Thiến hy vọng nam chính bộ Yêu Thương Chính Mình là Tống Bi Long đã chủ động tìm tới Tống Bi Long đề nghị vai nam chính, bởi vì hai bên hợp tác vui vẻ, Tống Bi Long lại không yêu cầu gì về phiên vị. Đoàn làm phim liên hệ cậu ấy đã đồng ý, sắp tới sẽ tung tin dần để giải đường. Bộ cổ trang mà Nhậm Gia Luân đang quay tháng 6 sẽ đóng máy, sau đó anh ấy sẽ vào đoàn quay một bộ phim hiện đại, tuy nhiên chưa ký hợp đồng. Có điều anh ấy sẽ không nhập đoàn ngay, sẽ tham gia thêm vài hoạt động thương mại và tranh thủ thời gian ở bên người nhà nữa. Có nhà sản xuất đã gửi kịch bản cho Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận. Bộ này đầu tư không lớn nhưng chất lượng kịch bản ok. Hai người đều đang xem xét chứ chưa trả lời có nhận hay không. Đàm Tùng Vận không có nhiều yêu cầu, mà vợ của Nhậm Gia Luân còn từng khen ngợi Đàm Tùng Vận khi đến phim trường thăm chồng, còn mang theo quà tặng cho Đàm Tùng Vận. Hai người sau khi hợp tác xong quan hệ cũng không tệ. Các đạo diễn thì đều rất thích Nhậm Gia Luân, đoàn đội anh ấy không yêu cầu giá cao, độ phối hợp lại rất tốt. Nhậm Gia Luân gần đây trở thành một trong những mỹ nam đắt giá nhất màn ảnh. Không chỉ quen thuộc với dòng phim cổ trang, anh còn tỏ ra vô cùng tài năng trong các vai diễn thời hiện đại. Gần đây là đóng cặp cùng Hình Phi trong Tiểu Thư Quả Đen và Tiên Sinh Thằng Lằn nhận được sự yêu mến đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, rất nhiều fan nghi ngờ rằng có lẽ trong dàn mỹ nhân mà Nhậm Gia Luân đã từng đóng chung, Đàm Tùng Vận, người cùng kết hợp với anh trong cú hit Cẩm Y Chi Hạ năm 2019 vẫn là người đặc biệt nhất, vì trong một lần phỏng vấn, Nhậm Gia Luân từng nói thế này: "Tôi rất yêu quý Đàm Tùng Vận, nhiều khi tôi thực sự cảm thấy sung sướng, lời thoại nhân vật trong Cẩm Y Chi Hạ của tôi không nhiều lắm, có khi một mình Đàm Tùng Vận nói hết rồi." Nói vui vậy thôi nhưng chắc chắn Nhậm Gia Luân rất biết ơn sự kết hợp của anh với Đàm Tùng Vận, vì nhờ có Cẩm Y Chi Hạ, tên tuổi của Nhậm Gia Luân bắt đầu vụt sáng và được công chúng biết đến nhiều hơn. Hơn thế nữa, quá trình quay phim vất vả, thiếu thốn kinh phí cũng làm Nhậm Gia Luân cảm thấy vô cùng đáng nhớ. Theo anh đây chắc là bộ phim khó quên nhất trong sự nghiệp của anh. Mong rằng một ngày nào đó không xa, Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận có thể tái hợp. Hợp đồng của Dương Tử và Hoang Thụy thực ra là do bố cô ấy ký. Chuyện này khiến không ít fans chê bai ông ấy không hiểu quy tắc trong giới, hố con gái. Lấy nhiệt độ và nhân khí của Dương Tử hiện tại thì Hoang Thụy đúng là không phải là lựa chọn tốt. Hợp đồng được ký từ 2015. Cùng phân tích trước năm 2015 Dương Tử có địa vị như thế nào. Dương Tử debut sớm nhưng cũng không khiến cô ấy lấy được tài nguyên tốt. Khoảng thời gian năm 2011 đến 2014 cô ấy không được giới chủ lưu ưa thích, cũng không có người tìm cô ấy đóng phim. Tài nguyên có giá trị ít ỏi không có mấy, cho dù là tài nguyên giác cũng vất vả lắm mới kiếm được. Khoảng năm 2015, Hoang Thụy tìm thấy cô ấy, muốn ký hợp đồng với cô ấy. Hoang Thụy khi đó ở trong giới như mặt trời ban trưa, các loại IT, hơn nữa còn có hợp tác với đài Mango, đài Chiết Giang. Điều kiện hợp đồng mỗi năm hai bộ đối với Dương Tử lúc ấy mà nói là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, đổi lại là ai cũng ký mà thôi. Chỉ là mọi người không nghĩ năm 2016 Dương Tử tiểu bạo, trong giới không xem trọng, hương mật thì nó bạo, mà đến sau này fans mới bắt đầu nghi ngờ, có phải ký hợp đồng với Hoang Thụy là sai không? Dựa theo tình cảnh của 2015 thì không sai, nhưng không ai nghĩ sẽ phát triển thuận lợi như thế. Dương Tử đã hợp tác với Dương Thiên Chân, mối quan hệ là nghệ sĩ và người đại diện. Trong giới vẫn cho rằng Dương Tử có thể đem lại vận may cho người hợp tác cùng. Vì thế rất nhiều nam nghệ sĩ muốn được hợp tác với cô ấy để có thêm chút may mắn. Dương Tử rất ghét bị người khác nói cô ấy có số vượng nam chính. Ekip của Dương Tử trước đây còn phải bỏ tiền để xóa mấy hot search dạng này. Tuy nhiên trong giới vẫn có nhiều nam nghệ sĩ thấy cô ấy có số vượng nên muốn hợp tác với Dương Tử. Trong Hướng Về Cuộc Sống, Dương Tử đã phủ nhận tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng hai lần, nhưng fan couple vẫn xích. Hai người là bạn bè bình thường không bài xích chuyện couple fan cắn đường trên mạng. Hai người về sau có thể sẽ hợp tác. Có nhà đầu tư rất xem trọng hiệu quả buộc chặt của hai người, nhưng đoàn đội báo giá phim trung cực cao. Dương Tử và Trương Nghệ Hưng sau này sẽ còn tiếp tục bị đưa lên hot search. Dương Tử,
Tống Á Hiên sẽ làm khách quý, Thanh Xuân Hoàng Du Ký, Dương Tử sẽ tham gia với vai trò MC tạm thời trong vài tập, Thanh Châm Hành sẽ lên sóng trước Dư Sinh, Dương Tử tuyên truyền bài hát mới của Ngô Diệt Phàm là để thêm nhiệt cho phim. Bộ phim này sẽ lên sóng sau Thiên Cổ Quyết Trần, tạm định tháng 7 sẽ phát sóng độc quyền trên Tencent, dự kiến tiếp được xem trước 20 tập. Bộ phim này gần đây lại bị trả về sửa thêm rồi mang đi xét duyệt tiếp, vì muốn qua xét duyệt mà xóa đi rất nhiều cảnh. Có một số cảnh thân mật là do nam nữ chính yêu cầu xóa. Phía Ngô Diệt Phàm không quá đặt trọng tâm vào bộ phim, Thanh Châm Hành cũng không có ý định xào couple, vả lại bộ phim này ra giá quá cao, không có đài nào muốn mua lại nên sẽ chỉ phát sóng độc quyền trên Tencent. Dương Tử vừa có bài đăng kêu gọi khán giả ủng hộ ca khúc mới của Ngô Diệt Phàm là Toffoli, Phút Bay. Nữ diễn viên Hương Mật tựa khói xương bày tỏ rằng, ca khúc mới của anh tôi đến rồi đây, mọi người chết ngay nào, cố lên người theo đuổi giấc mơ. Lập tức, Ngô Diệt Phàm đáp lại Dương Tử, cảm ơn em gái nhỏ của anh, Ngô Diệt Phàm. Dương Tử từng đóng chung phim Thanh Châm Hành. Sau khi phim kết thúc, hai diễn viên vẫn thường xuyên tương tác qua lại. Dương Tử được khen ngợi đáng yêu, duyên dáng khi luôn được lòng đồng nghiệp nam. Chẳng riêng gì Ngô Diệt Phàm mà trước đó, Đặng Luân, Lý Hiện, Mã Thiên Vũ đều dành lời khen ngợi cho Dương Tử vì sự cởi mở và hòa đồng. Hiện tại, Dương Tử đang tham gia chương trình thực tế Manh Thám 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 Án. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên trường quay với dáng vẻ xinh đẹp. Tại chương trình này, Dương Tử có khá nhiều tạo hình bắt mắt. Khi thì Dương Tử mặc đầm dạ hội khoe vai trần, lúc lại thấy Dương Tử hóa thân thành mỹ nữ dân quốc. Hàng loạt hình tượng xinh đẹp, tràn đầy sức sống của Dương Tử đã được đưa lên sóng truyền hình. Mới đây, nữ diễn viên Dương Tử vừa khiến khán giả sốc khi có bài chia sẻ phàn nàn lúc nửa đêm. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô viết, miệng đàn ông là ma lừa gạt, lần đầu tiên đi xin số điện thoại của nhiều người như vậy. Bài chia sẻ của Dương Tử ngay lập tức gây sốt trên mạng và trở thành đề tài bàn tán. Nhiều fan bày tỏ sự lo lắng khi Dương Tử có thái độ tức giận công khai như vậy. Không ít người khó hiểu liệu nàng tiểu hoa Cbiz này ám chỉ ai trong câu nói của mình. Người đàn ông nào khiến Dương Tử tức giận đến mức cô phải đăng đàn chia sẻ. Ngay sau đó, sự việc được làm sáng tỏ vì ngay dưới bài chia sẻ, Dương Tử có đính kèm dòng hashtag ám chỉ show truyền hình tạp kỹ mà cô tham gia có tên Manh Manh Thám Thám Án. Hơn thế, nàng tiểu hoa này còn đính kèm bức ảnh đáng yêu của bản thân trong chương trình và danh bạ điện thoại của một vài người. Dễ dàng có thể nhận ra dàn khách mời trong chương trình Manh Manh Thám Thám Án mùa mới này. Những ngôi sao tham gia cùng Dương Tử trong show lần này là Hoàng Tử Thao, Na Anh, Sa Rật, Tống Á Hiên, Tôn Hồng Lôi và Dương Địch. Nhiều người cho rằng ngoài diva Na Anh, năm gương mặt còn lại chính là ma lừa gạt trong câu nói của Dương Tử. Không ít người khen ngợi Dương Tử thông minh và có EQ cao khi dùng một câu nói thu hút sự chú ý của khán giả để PR cho show truyền hình lần này. Vì vậy, nhiều người rất tò mò muốn xem chương trình và không ngại ngồi chờ từng tập mới nhất phát sóng. Hoàng Thụy đang cố gắng bắt Trương Dư Hi thành nhất tỷ của công ty. Gần đây công ty thu xếp cho cô ấy và Thành Nghị sao tác couple. Hai người từng hợp tác vài lần, cũng ăn ý, nhưng Thành Nghị không muốn thành công cụ giúp người khác đi lên nên đã từ chối. Muốn giữ nguyên hình tượng ngại giao tiếp, tình cảnh hiện tại rất xấu hổ. Mộng Tỉnh Trường An của Thành Nghị, Trương Dư Hi, hàng đóng, tuyên lộ dự tính quý ba chiếu, nhưng cũng chỉ là tạm định. Mộng Tỉnh Trường An còn chưa có giấy phép cho nên vẫn còn biến số. Trầm Vụn Hương Phai, do Dương Tử và Thành Nghị diễn chính khởi quay đã lâu. Từ lúc có thông tin cải biên cho đến khi khai máy, đều khiến cho cư dân mạng tò mò thảo thuận không ngớt. Dạo gần đây có truyền thông tung ảnh leak mới nhất của Dương Tử tại trường quay. Trang phục diễn của cô lại khiến fans vô cùng bất mãn. Ảnh mới leak là hai bộ trang phục khác nhau của Dương Tử. Trong đó có một bộ nhìn giống như là nam trang. Dương Tử mặc chiếc áo ngoài cổ trang màu xám cho. Tóc búi cao cực kỳ có dáng vẻ thư sinh, có hiệu quả y như trang phục của Lục Tuyết Kỳ trong Chu Tiên, do chính cô đảm nhiệm. Còn bức ảnh khác được đăng lên, với màu xanh da trời, nhưng so với dạng anh khí hiên ngang kia thì bộ đồ này lại càng nhẹ nhàng viễn chuyển hơn, tà váy dài tiên khí bay bay. Cùng ngày, ở Hoành Điếm mưa rơi lác đác, đi bên canh Dương Tử là ba người trợ lý, người giúp cô che ô, người phụ nhất tà váy. Dương Tử một tay nhấc váy, một tay viện vai trợ lý nói chuyện với cô ấy. Dáng vẻ ung dung tự nhiên, có thể thấy cô đối xử với nhân viên xung quanh rất hài hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ kênh kiệu ngôi sao. Sau khi ảnh bị leak ra, không ít fan bày tỏ không hài lòng chút nào với tạo hình trang phục của Dương Tử, mắng tổ đạo cụ của đoàn phim không được chu đáo, thậm chí còn không bằng bên show Manh Thám 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 Án mà Dương Tử tham gia gần đây. Ảnh của Dương Tử khi tham gia Manh Thám cũng mới bị leak gần đây. Trong hình cô mặc bộ cổ trang màu hồng nhạt, nhìn vừa hoạt bát lại tiên khí, có cảm giác như nhìn thấy cẩm mịch của Hương Mật tựa khói xương ngày đó. Qua đó cũng có thể thấy tác phong chuyên nghiệp của tổ tiết mục. Nhìn lại Trầm Vụn Hương Phai, mới leak ra có hai bộ trang phục,
có cả của nam chính, nhưng đều là màu xanh da trời, khó tránh khỏi có người cảm thấy hơi mất thẩm mỹ. Trong bộ phim này, phong cách của Thành Nghị chỉ có thể nói là khá ổn. Anh mặc một bộ trang phục có thắt lưng trắng và trên đầu đội một chiếc vương miện bạc, không có sự đột phá lắm về phong cách. Thành Nghị trong một trang phục khác, vẫn mặc trang phục trắng như cũ, nhưng kiểu tóc đã thay đổi, toàn bộ tóc được trải lên, ban đầu có tóc mái, có lẽ là để làm nổi bật sự khác biệt về tuổi tác và sắc vóc. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng có sự khác biệt nào giữa ngoại hình này với ngoại hình của Tư Phượng? Nếu không nói đây là ảnh hậu trường của phim mới, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là ảnh của Tư Phượng hồi trước được tung ra. Mặc dù vai Tư Phượng của anh ấy rất thành công, nhưng không cần thiết phải trông lúc nào cũng như thế này, đúng không? Vẻ ngoài của Thành Nghị vẫn rất phù hợp để diễn những bộ trang phục cổ trang, góc cạnh sắc sảo nên vẫn có chút gì đó phá cách, rất thu hút. Hy vọng về sau sẽ có tạo hình đột phá hơn cho nhân vật của Thành Nghị, không thể lãng phí một khuôn mặt như vậy được không? Trương Chiết Hạng nhiều lần dính phải ồn ào, rắc rối kể từ khi nổi tiếng nhờ vai diễn chính trong phim Sơn Hà Lệnh. Sau khi Sơn Hà Lệnh kết thúc, Trương Chiết Hạng tận dụng thời cơ để hoạt động chăm chỉ trong lĩnh vực phim ảnh và tham gia các show truyền hình, concert quảng bá. Tuy nhiên, không may mắn như bạn diễn Cung Tuấn, Trương Chiết Hạng gặp phải không ít rắc rối do anti-fan mang lại, ảnh hưởng không ít đến hình ảnh và danh tiếng của nam diễn viên. Mới đây nhất, Sina đưa tin phòng làm việc của Trương Chiết Hạng đã đăng tải bài viết cho biết nam diễn viên nhiều lần bị giả mạo giấy tờ. Theo đó, kẻ xấu đã làm giả thủ tục ở sân bay của không chỉ Trương Chiết Hạng mà cả đoàn phim của anh, khiến ekip gặp trở ngại lớn trong công việc. Trước tình hình ngày một nghiêm trọng và diễn ra nhiều lần, phòng làm việc cho biết đã báo cảnh sát để bảo vệ an toàn và quyền lợi cho Trương Chiết Hạng. Đồng thời, văn bản thông báo cũng vạch rõ những tội trạng mà kẻ xấu gây ra đối với nam diễn viên, cứng rắn tuyên bố những hành động này sẽ nên bị trừng trị thích đáng bởi pháp luật. Hôm nay, đã xảy ra tình trạng thông tin làm thủ tục tại sân bay của Trương Chiết Hạng và các thành viên trong đoàn liên tục bị giả mạo. Có người đã sử dụng thông tin cá nhân của các diễn viên và đoàn thực hiện nhiều thao tác. Nhóm phân tích đã ngay lập tức phản hồi vấn đề với nhân viên sân bay, báo cáo với cảnh sát và lập biên bản để thuận tiện cho việc thu thập bằng chứng. Cho đến nay, các tình huống đã xảy ra gồm: một thẻ lên máy bay của các diễn viên và thành viên trong đoàn đã được in và chỗ ngồi đã bị sửa đổi hoặc hủy bỏ trong khi chờ chuyến bay. 2. Liên hệ riêng với nhân viên sự kiện để cố gắng lấy thông tin cá nhân đem bán như chỗ ở của diễn viên. 3. Chụp ảnh sân bay và theo dõi chuyến bay, ảnh hưởng đến trật tự công cộng và hành khách đi máy bay khác, gây ùn tắc tại cầu sân bay và suýt xảy ra tai nạn dẫm đạp. 4. Có hành vi đuổi theo xe một cách phi lý trí, suýt có nguy cơ bị đâm. 5. Theo dõi các diễn viên và nhân viên trong đoàn ở khách sạn, hoặc thậm chí theo dõi các diễn viên trên sân gôn và các chuyến đi riêng tư khác. Tuyên bố quan trọng, những tình huống này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn cá nhân của các diễn viên. Mọi hình thức hành vi bất hợp pháp sẽ bị ngăn chặn và các biện pháp pháp lý sẽ được sử dụng để buộc họ phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết. Bài đăng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều người hâm mộ, đặc biệt trong hoàn cảnh Trương Chiết Hạng vẫn liên tục bị bôi đen bởi nhiều tin đồn thất thiệt, những cáo buộc, chê bai về hành động trong quá khứ. Sắp tới, Trương Chiết Hạng có khá nhiều hoạt động, bao gồm việc ghi hình, quảng bá một số bộ phim ra mắt trong năm nay và năm sau gồm Cảnh sát bảo vệ hòa bình Trung Quốc, Chiều ca. Theo tổng hợp của các blogger xứ Trung, 10 phim cổ trang đã được lên sóng trong nửa đầu năm 2021, trong đó có các tác phẩm được kỳ vọng lớn như Hữu Phỉ, Thượng Dương Phú, Trường Ca Hành. Tuy nhiên, thành tích của các bộ phim này không quá khả quan, với điểm đu băng chủ yếu dưới 7. Đại Tống Cung Tư của Lưu Đào và Châu Du Dân bị chê bai hết lời vì nội dung cũ kỹ, tẩy trắng, tiểu tam. Phong Khởi Nghê thường nhận điểm thấp do diễn xuất dở tệ của Cổ Lực Na Trác và Hứa Ngụy Châu. Ly Ca Hành của Lý Nhất Đồng và Hứa Khải lên sóng âm thầm, không tạo được nhiều bàn luận. Đại Hoa, Trương Tử Di lần đầu xuất hiện trên truyền hình cũng không cứu được một bộ phim flop. Cẩm Tâm Cựa Ngọc bị chê là dài dòng, vô lý nhưng vẫn thu hút khá nhiều sự quan tâm. Hữu Phỉ được đánh giá ở mức trung bình khá. Combo Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác tốt nhưng chưa bùng nổ. Trường Ca Hành cũng được coi là tạm ổn, chưa đại bạo nhưng vẫn xem được. Ở Dễ không có diễn viên hot nhưng nội dung khá thú vị. Tiêu Chiến tái xuất ổn với Đấu La Đại Lục. Sơn Hà Lệnh là phim cổ trang duy nhất có xếp hạng cao trong năm 2021. Có thể nhận thấy ngoại trừ Đấu La Đại Lục, các dự án càng được mong ngóng nhiều càng dễ gây thất vọng. Từ Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba đến cả Giàng Thị Hậu, ảnh hậu như Lưu Đào, Trương Tử Di cũng chưa có một màn tái xuất để đời. Trái lại, trào lưu đam mỹ tiếp tục thành công khi Sơn Hà Lệnh được đánh giá tốt về nội dung. Cung Tuấn và Trương Chiết Hạng trở thành ngôi sao trẻ đáng chú ý. Bình luận của cư dân mạng,
Sơn Hà Lệnh ban đầu không nghĩ là sẽ thành công đâu, nhưng đến khi chiếu điểm đu băng tận 8, 6 thì mừng cho đoàn phim lắm. Kịch bản khá chắc tay, kỹ xảo siêu đẹp, diễn viên cũng diễn tròn vai. Đấu La Đại Lục thực sự là một bộ phim đáng xem.